Hãy vô chung tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video này thì mình sẽ cập nhật tin tức mới nhất về Covid-19. Thì hiện tại ở Việt Nam theo cập nhật tới bây giờ là 8 giờ 20 phút tối lúc mình làm video này, thì hiện tại là số người nhiễm bệnh ở Việt Nam, mình có để cái hình bên đây cho các bạn xem, đó là nhiễm bệnh, là số ca nhiễm bây giờ là 237 người, và ngày hôm nay là thêm 10 người. Và ca tử vong thì hiện tại tới bây giờ thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có ca tử vong nào liên quan đến Covid-19. Và về số người bình phục thì có 85 người bình phục trong ngày hôm nay, và tính tới ngày hôm nay nha, 85 người bình phục và thêm 10 người bình phục mới nữa trong ngày hôm nay luôn. Thì các bạn cũng biết là ngày hôm nay có cái bệnh nhân mà siêu lây nhiễm là bệnh nhân thứ 34 thì cũng đã khỏi bệnh và xuất viện, cũng như là trao tặng hoa cho các bác sĩ đã cứu chữa cho mình. Và còn bên tình hình thế giới thì đây là một cột mốc, có thể nói là cột mốc lịch sử của thế giới, khi mà cái số ca nhiễm nó lên tới con số 1 triệu người. Đây là con số thực sự rất là lớn. Hiện tại bây giờ là số người nhiễm bệnh đã lên tới là 1.039.158 người nhiễm bệnh. Và trong một ngày hôm nay thôi là số người đã tăng, số người mà lây nhiễm đã tăng lên là 70.468 người là nhiễm trong ngày hôm nay. Và số ca tử vong trong hôm nay đã tăng lên 6.010 người. Và số ca tử vong tổng từ khi dịch bệnh tới bây giờ là 55.163 người. Thực sự đây là một thiệt hại rất là lớn cho thế giới. Rất may mắn, thực sự rất may mắn khi Việt Nam chúng ta không có ca nào tử vong cả. Rất là may mắn và cũng rất là đáng khen cho cái y tế của chúng ta. Chúng ta là một nước gọi là đang phát triển, và cái cơ sở y tế thực sự là không bằng những cái nước khác. Tuy nhiên thì chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều trong cái công tác phòng chống dịch. Và cuối cùng là cái số người bình phục đã là 220.076 người bình phục tính trên toàn thế giới nha các bạn. Và ngày hôm nay đã có thêm là 17.063 người bình phục, đã tính trong ngày hôm nay cứ khoảng một ngày là mười mấy ngàn người bình phục, thì đây là con số cũng khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì con số người bình phục hiện tại trên thế giới, các bạn sẽ thấy trên cái bảng này, đó là số người bình phục hiện tại đã cao hơn số người tử vong. Tuy nhiên thì so với số người bị lây nhiễm thì nó còn một khoảng khá là xa, gấp khoảng là 6-7 lần, các bạn thấy không? Mỗi ngày thì lây nhiễm mới tới là 79.468 trường hợp, tuy nhiên thì bình phục chỉ có là 17.063, thì thực sự nó rất là ít. Con số bình phục nó ít hơn con số nhiễm, thì dẫn đến cái việc đó là chúng ta sẽ bị quá tải về phòng bệnh, cũng như là quá tải vì cái lượng người bệnh mà bác sĩ có thể xử lý kịp nó tăng lên như vậy thì rất là khó. Và rất may là ở Việt Nam chúng ta là cái số ca lây nhiễm hàng ngày với cái số ca bình phục nó gần như là xem nhau. Cụ thể là ngày hôm nay, các bạn có thấy ngày hôm nay, đó là hôm nay là có 10 người nhiễm, 10 ca nhiễm mới tính tới bây giờ, và có 10 ca bình phục, thì nói chung là nó cũng xem. Và ở Việt Nam thì nó tăng không có đáng kể, và số ca bình phục và số ca lây nhiễm nó gần như tương tự nhau, nên nói chung là cũng dễ chúng ta kiểm soát. Và hơn nữa đây là ngày thứ mấy rồi nhỉ, hôm nay là ngày thứ 3 trong cái chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chúng ta phải cách ly toàn xã hội hay là cách ly toàn quốc. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, và lúc nãy thì mình có ra đường mình xem thì ở quê mình á, thì cũng còn một số chỗ quán cà phê nó mở cửa, tuy nhiên thì cũng rất là vắng người, rất là ít người. Hiện tại thì có là tụ tập anh chị em ở nhà, nhà này qua nhà khác, họ tụ tập với nhau và nói chuyện thôi, chứ bây giờ thì cũng không có đi hàng quán hay đi đâu, mọi người cũng nói chung là cũng ngại đi lắm các bạn đó. Thì cái dịch này nó lớn mà, nói chung là cũng ngại đi, người ta cũng sợ cách ly lắm, giờ ai cũng sợ hết rồi đó. Chỉ là những cụ thiết yếu thì mình mới đi ra ngoài để mình làm việc, mình việc thôi. Còn những cái chỗ còn hoạt động như chỗ mình là có điện máy xanh và những chỗ tương đối lớn, điện máy xanh và cái gì nhỉ, Bách Hóa Xanh đó, thì ra đó còn hoạt động. Và nó hoạt động theo kiểu như mà nhân viên họ đều có bảo hộ hết, và hơn nữa là khi mà các bạn mua đồ thì họ luôn giữ khoảng cách các bạn là 2m để không có tránh cái tình trạng lây nhiễm nếu chúng ta không ai bị mắc phải.
Và hiện tại thì số ca lây nhiễm cũng tăng một ngày một ít thôi chứ không có nhiều. Và mình nghĩ là trong hết cái đợt mà cách ly toàn xã hội này khoảng 15 bữa thì mình nghĩ là cái dịch này sẽ được kiểm soát một cách là hoàn toàn. Và chúng ta hãy cùng điểm lại những cái mốc quan trọng của cái dịch Covid này bị phá vỡ nha. Thì như các bạn cũng đã biết là phải mất gần 4 tháng thì thế giới mới chạm mốc là 100 ca nhiễm virus corona chủng mới vào ngày 6 tháng 3. Nhưng đến ngày 3 tháng 4 chỉ trong là 28 ngày là từ ngày 6 tháng 3 thì thế giới đã vượt qua cột mốc là 1 triệu ca, cho thấy cái sự lây lan khủng khiếp của kẻ thù vô hình này nó ghê gớm đến mức nào. Các bạn thấy là nó lây cái bệnh cái này mà nó lây chéo là các bạn nó lây kinh khủng khiếp luôn các bạn. Và mất 3 tháng 19 ngày để xác lập cột mốc là 100.000 kể từ bệnh nhân số 1 được xác nhận ở Trung Quốc ngày 17 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên thì chỉ cần có 12 ngày để vượt qua con số là 200.000 và thậm chí là 4 ngày để có thể phá vỡ được cột mốc là 300.000 ca nhiễm corona chủng mới trên toàn cầu. Cột mốc tiếp theo là 400.000, 500.000 và 1 triệu ca nhiễm lần lượt bị phá vỡ trong thời gian rất là ngắn, cho thấy cái sự lây lan kinh khủng khiếp của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 đã gây ra một cái đại dịch COVID-19. Và thế giới thì y khoa thì đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết để có thể chạy đua với thời gian tìm ra cái phương thuốc có thể điều trị và cũng như là phát sinh hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona này. Tới đây thì mình mới thấy cái sự ghê gớm của nó khi lần lượt các cột mốc về lây nhiễm bị phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên thì mình cũng có một cái khá khen cho Trung Quốc là khi họ đã kiểm soát dịch cái mức mà có thể tốt, gọi là tốt không thể tin được. Họ kiểm soát dịch tốt kinh khủng mà không biết họ đã làm phương án nào hay là như thế nào. Bây giờ hiện tại là những cái ca nhiễm của họ giảm rất là rõ rệt. Chúng ta hy vọng là sau khoảng thời gian cách ly toàn xã hội này chúng ta sẽ được như bên phía Trung Quốc, chúng ta sẽ kiểm soát dịch hoàn toàn. Và mình nghĩ là hy vọng rất là mong là trong cái tháng này là sẽ kiểm soát được dịch và chúng ta sẽ bỏ những cái lệnh cách ly toàn xã hội để chúng ta có thể vào chúng ta làm việc một cách bình thường đó. Chứ bây giờ mà nghĩ nhiều quá thật sự là cũng rất là căng. Và video thông tin đến đây để kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Chúc các bạn có khoảng thời gian cách ly ở nhà cùng với gia đình vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.